Kính chào các bạn. Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo cơ sở dữ liệu mới trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020. Để tạo được dữ liệu kế toán mới trên MISA thì trước hết các bạn sẽ phải tải và cài đặt bộ cài MISA SME.NET 2020. Khi cài hoàn thành xong thì đối với một công ty mà chúng ta muốn hạch toán lên phần mềm kế toán thì chúng ta sẽ phải tạo dữ liệu kế toán mới. Các bạn vào tạo dữ liệu kế toán, chọn tiếp theo. Tên dữ liệu các bạn có thể đặt theo tên mà công ty chúng ta đang làm. Ví dụ công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng, tôi đặt mã là Việt Hưng. Tiếp theo, tên đăng nhập chúng ta điền là admin. Họ và tên các bạn có thể ghi, ví dụ như tôi ghi tên của tôi là Nguyễn Thị Thu Hương. Số điện thoại 0985635228, tức là số điện thoại mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Email là email mà các bạn vẫn thường sử dụng, nhưng với điều kiện email và số điện thoại chúng ta chưa sử dụng để tạo dữ liệu kế toán bao giờ. Ở đây tôi sử dụng là mail vũ trường6885a@gmail.com. Tôi nhấn tiếp theo. Mã số thuế chính là mã số thuế công ty mà các bạn cần hạch toán lên phần mềm 01064519. Tôi lấy thông tin công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng. Nhấn tiếp theo. Tôi tích click vào sản xuất xây lắp. Năm tài chính bắt đầu thì chúng ta làm bắt đầu từ năm nào lên phần mềm kế toán thì các bạn chọn năm đó. Ví dụ ở đây tôi làm năm 20 thì tôi để là ngày bắt đầu năm tài chính là năm 20 và ngày bắt đầu hạch toán lên phần mềm cũng là mùng 1 tháng 1 năm 2020. Trong trường hợp các bạn muốn làm lại báo cáo từ năm 18 hoặc 19 thì các bạn phải lưu ý là năm bắt đầu sẽ phải là năm 18 hoặc 19 và ngày bắt đầu hạch toán lên phần mềm là mùng 1 tháng 1 năm 18 hoặc là năm 19. Theo chế độ kế toán thì công ty chúng ta làm theo chế độ nào thì các bạn chọn chế độ theo thông tư đó. Ở đây có hai thông tư 133 và 200. Các bạn có thể click vào có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Trong trường hợp chúng ta có nghiệp vụ nhập khẩu thì phần mềm sẽ thể hiện các cái đơn vị tính đồng ngoại tệ cho các bạn. Chúng ta nhấn tiếp theo. Phương pháp tính giá xuất kho, đa số các loại hình doanh nghiệp sử dụng phương pháp bình quân cuối kỳ. Còn tùy theo từng công ty, chúng ta có thể lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho cho phù hợp với lại loại hình của doanh nghiệp các bạn. Nhấn tiếp theo. Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Còn công ty nào mà làm theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì các bạn chọn click vào thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu. Tôi nhấn tiếp theo và nhấn thực hiện. Chúng ta đợi một vài phút, phần mềm sẽ thực hiện tạo dữ liệu kế toán cho các bạn. Tạo dữ liệu thành công, các bạn nhấn OK. Từ đó chúng ta đã được một dữ liệu kế toán là Việt Hưng. Chúng ta click vào đây. Làm công ty nào thì các bạn mở công ty đó ra. Tên đăng nhập là admin, mật khẩu chúng ta chưa khai báo. Trước tiên các bạn nhấn đồng ý trước. Phần mềm sẽ hướng dẫn chúng ta làm các bước tiếp theo. Xác thực thông tin tài khoản. Lần đầu chúng ta bắt đầu sử dụng tài khoản để tạo dữ liệu kế toán trên MISA 2020 thì chúng ta cần phải xác thực thông tin tài khoản với các thông tin họ tên đầy đủ, email và số điện thoại. Các bạn nhấn tiếp tục. Các bạn đặt mật khẩu cho dữ liệu của chúng ta. Ví dụ ở đây tôi đặt mật khẩu là Hương 2020. Mật khẩu thì bao gồm chữ hoa và chữ thường và gồm cả số. Mã xác thực gồm 6 chữ số gửi đến email. Chúng ta mở email. Mã xác thực là 705381. Các bạn điền vào đây 705381. Cái mật khẩu chúng ta đặt ở trên này thì các bạn cần phải nhớ để sau này chúng ta đặt mật khẩu cho các dữ liệu khác nữa. Các bạn nhấn tiếp tục. Xác thực tài khoản thành công và chúng ta click vào bắt đầu làm việc. Như vậy, từ những lần tạo dữ liệu kế toán cho các công ty khác thì các bạn cũng chỉ cần tạo dữ liệu và đăng nhập bằng tên đăng nhập là admin và mật khẩu là chúng ta vừa đặt. Như vậy là chúng ta đã làm việc được với lại dữ liệu của công ty Việt Hưng. Các bạn có thể đóng dữ liệu lại, mở dữ liệu kế toán Việt Hưng, tên đăng nhập là admin, mật khẩu là Hương 2020. Các bạn có thể click vào nhớ hoặc là không nhớ mật khẩu đều được. Như vậy đối với các dữ liệu khác thì chúng ta cũng vẫn tạo và tên đăng nhập vẫn là admin, mật khẩu
vẫn là mật khẩu mà chúng ta vừa tạo. Bởi vì một tên đăng nhập và một mật khẩu chúng ta sử dụng cho tất cả các dữ liệu kế toán cho các loại hình doanh nghiệp, nên các bạn phải nhớ lưu ý. Còn trong trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu thì các bạn click vào quên mật khẩu để chúng ta lấy lại theo các bước mà Misa hướng dẫn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán Misa SME.net 2020. Chúc các bạn thành công!